Xin chào Bình Dương. Mình sẽ chứng Dạ, minh bằng cho bạn biết là cuộc sống của người dân Việt Nam tại vùng biên giới Lào Cai. Đây là một cái khu đô thị mới mọc lên. Để mình chứng minh cho bạn ấy biết nhé. Vui chị Thưa bạn gì ở bên Mỹ nhỉ? Hiện nay tôi đang đưa bạn đi thăm một cái khu đô thị mới mọc lên tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, giáp biên giới của Trung Quốc. Đấy, đây là một cái con đường trong một cái khu phố. Thôi, Đấy, mời anh đấy, bạn xem, đây là người dân Việt Nam chúng ta sống nghèo đói như bạn nói đây. Đấy, bạn xem đây ngoài đường này, đấy người dân hai bên đường là khu đô thị mới vừa mới mọc lên này. Đấy, bạn nhìn thấy đây, ô tô đây. Đúng rồi, để đấy, mời anh cho anh. bạn nhớ, bạn nhìn, bạn ngắm xem cái cuộc sống Việt Nam. Tôi nói cho bạn biết là Bình tĩnh quê thử tôi mắt. ấy là ở miền đất Hải Dương, tôi đang lên Lào Cai công tác ở trên này. Ở quê tôi ngày xưa những năm bao cấp là quê tôi là đồng chua chiêm trũng và một năm chỉ cấy được một vụ thôi. Hiện nay nếu mà bạn có thể mời bạn về quê tôi, hiện nay đến 90% là có nhà từ 3 tầng như biệt thự mọc lên rồi, đường xá bê tông ở quê tôi đã ra đến tận cánh đồng. Đấy. Và cuộc sống của nhân dân hiện nay của quê tôi hoàn toàn là đầy đủ, trong nhà không thiếu vật dụng gì cả. Đây là một cái khu phố của miền rừng núi. Ok, anh Đấy, cho một rừng núi Lào Cai đấy, để cho bạn bên Mỹ bạn nhìn nhá. anh gửi camera Đấy, lên cho bạn nhìn đây này. Đây. Đây người dân đây này mới đưa thưa về ở đây đấy. Thì bạn xem, đấy. Đường xá giao thông của Việt Nam đây. Còn tôi trả lời bạn là bạn nói là công an Việt Nam là con nỗi cũng bắt mà không có nỗi cũng bắt là bạn nói hoàn toàn sai. Hoàn sai. Tôi là cũng lái xe, để tôi vào và công báo với bạn là tôi là chỉ là một người thợ xây bình thường thôi. Một thợ xây bình thường đấy, tôi cũng có ô tô tôi đi, và nếu như chúng ta đi ô tô mà chúng ta đi đúng luật thì không bao giờ cảnh sát giao thông họ bắt, và nếu họ bắt thì chúng ta chấp nhận nộp tiền cho kho bạc. Nhưng đằng này nói với bạn biết này, trên đây đây yên tâm cái trên cuộc đây sống ơi. của người dân Việt Nam đấy thì chính người dân ta làm cho công an đút nót cho họ thôi, chứ nếu không đút nót họ chả làm thế nào họ bắt người ta phải đút nót cho họ cả. Đấy nhá, bạn bạn gì đấy nhỉ? Đây bạn nhìn đây. Đấy, bạn thử nhìn đây một cái khu phố đây, rất là đêm Sao gọi là một chiếc đấy. Đấy, các bạn nhìn bạn nhìn xem nhé. Đấy. Đây là một người dân bình thường, đây khu phố của người dân đấy, chứ không phải nói một vùng biên ải, biên cương của Tổ quốc. Các bạn ở bên Mỹ ấy, các bạn cứ nói là Việt Nam chúng ta là bán đất, bán biển cho Trung Quốc. Thì đây chúng tôi đang ở một cái vùng biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Còn nếu như mà các bạn sớm ấy, tôi sẽ đưa bạn đến cửa khẩu Cốc Nếu của tỉnh Lào Cai và cái cuộc sống trong phố về đêm nó như thế nào. Bây giờ là 1 giờ sáng rồi. Đây này, cuộc sống nghèo đói của người dân Việt Nam đây bạn này, bạn hãy nhìn đấy. Đây là cuộc sống của nghèo đói. Mà đây là một vùng biên ải của Tổ quốc chứ không phải thành phố Hồ Chí Minh như ở chỗ của Bình Dương và một số người khác. Đấy, đây là một thị trấn vùng biên, đấy, thành phố vùng biên của Tổ quốc, mà khu đây là nó mới đấy, mới xây nên như thế này đấy. Hiện nay dân còn ở rất là thưa thớt, mà các bạn thì nhìn xem. Đấy, ô tô, đấy, gia đình nào hầu như cũng có ô tô. Đấy, mà phải nói là ô tô đẹp chứ không phải là ô tô xấu. Chứ còn bạn nói lên người dân Việt Nam chúng tôi đến 90% là nghèo đói thì bạn hoàn toàn sai. Bạn hoàn toàn sai. Bạn phải nói là 90% người dân Việt Nam chúng ta hiện nay đang sống cho cuộc sống sung túc, đầy đủ và no ấm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấy. Đấy. Bạn gì ở bên Mỹ nhỉ? Bạn có ngắm cảnh một cái con đường trong khu dân cư của thành của Lào Cai không nhỉ? Đấy, ra mấy Trung Quốc đây. Chúng tôi gọi là đang xem các bạn là nói là Đảng Cộng sản Việt Nam bán đất bán biển cho tàu. Đấy, tôi đi lấy xe máy. Quỳnh Nam Mô ơi. Nó khổ đến như quá. Thế này đây. Các bạn này nhìn ra, đấy, nó khổ đến như thế này đây. Cho nên các bạn ở 43 năm các bạn sang Mỹ, các bạn chưa về Việt Nam lần nào. Tôi xin hứa rằng tôi là một thằng thợ xây. Nếu như bạn về Việt Nam, tôi sẵn sàng lấy ô tô của tôi đưa bạn lên tận đỉnh Phan Xipang. Đấy, hiện nay con đường từ Hà Nội lên Lào Cai 300 km đi hết 3 giờ, 3 tiếng 30 phút. Đấy, còn là 3 tiếng rưỡi là chúng tôi đã có mặt tại thành phố Lào Cai. Đấy. Bạn nhìn kỹ nhé, bạn nhìn kỹ cuộc sống nghèo đói của người dân Việt Nam như bạn nói đây.
Khang Lâm Trịnh, bạn kinh doanh vấn đề gì? Bạn kinh doanh, bạn không khéo léo thì bạn không có ô tô đi, đó là chuyện hiển nhiên rồi, bạn chửi cái gì đây, đúng không? Ê, chào Dương chứ. Dạ chào chào anh Dương, chào mọi người nha. Mình mới thức dậy, có ông hôm nay làm thức dậy là anh làm một thức khuya như là giờ đang chuẩn bị phải đi mua đồ cho thợ. Chào mọi người nha. Cho mình hỏi cái anh hồi nãy anh có uống thuốc chưa vậy? Cái anh mà ở bên Texas á, cái anh nãy mà áo đỏ đó, anh Thái Học hả? Cho anh hỏi nha, xin lỗi anh nha, anh Thái Học hình như anh, tôi cũng biết chút xíu trong ngành y chút xíu rồi đó, tôi cũng đi học chút xíu, như anh hình như anh chưa uống thuốc, sao anh nói chuyện buồn cười quá vậy? Tôi chỉ nói gì nói thì cứ, tôi có nói ra sự thật thì đừng nói là tôi là bưng bô nha, nhưng mà tôi nói anh này như anh bị bệnh quá nặng đi. Anh qua Mỹ mấy chục năm, anh nói chuyện cái gì cũng phải có receipt đúng không? Anh phải có proof là tôi không binh bưng bô vậy, nhưng mà là anh nói chuyện con nít nó mà nghe được nó cười chết luôn á. Anh nói cái gì anh muốn có bằng chứng là người ta giàu hay ăn hối lộ cái gì cũng vậy, là anh phải có giấy tờ mà anh nói ra vậy. Anh có biết, để tôi giải thích cho anh nè. Anh ở bên Mỹ này mấy chục năm cái gì, đúng không? Anh nghe tôi, anh ngoáy cái lỗ tài xíu tôi nghe nè. Anh do investment cái gì? Anh cho mình làm về real estate đi, mình buôn bán về nhà cửa, thấy không? Mình muốn bán về nhà cửa thì anh có tiền, anh invest, anh mua cái này, anh mua cái này, anh xong bắt đầu anh bán đi, rồi anh mới rút ruột cái tiền này anh mới mua được căn khác. Thì ở Việt Nam người ta cũng làm được same thing in America, nó cũng làm y chang vậy thôi, có gì đâu khác. Bởi vì anh nhìn cái bề ngoài không à, cái anh đánh giá nói là người ta ăn hối lộ hay gì, cái đó cái bề trong tôi không biết. Nhưng mà anh có biết cái anh chàng mà thằng Henry á, thằng con rể của ổng á, nó rất là giỏi. Anh biết nó, anh không có biết cái sự, anh chỉ nghe ở bề ngoài thôi à. Cái mấy người ở bên này chỉ nghe bề ngoài thôi à. Nói là hả, người ta giàu là tự nhiên phải ăn hối lộ. Không phải người ta lên làm cái minister, lên là cái cỡ mới là phải ăn hối lộ gì đâu. Tôi không phải bưng bô, tôi không có bên trai hết á. Nhưng mà chị có nói cái bài sự thật, cái người anh rể, cái người mà chị Mary á, Henry á, nó là cũng là người Việt kiều giống như tụi mình đây nè, cũng bỏ xứ đi nè, qua đây nè, thằng đó nó rất là giỏi, nó từ Harvard nó ra đó, anh biết cái chuyện, tôi biết cái đó không? Người ta làm ăn, người ta mới lượt tiền lên, giống như tôi để thí dụ cho tôi để điển hình là trong gia đình tôi có một người chị trên chị tôi, hồi đó qua đây cũng nghèo, từ từ mới lên đi học bác sĩ đầu ra, rồi mới mua một căn nhà, hiện bây giờ chỉ nắm trong tay là 20+ căn nhà. Vậy là chỉ là đi ăn hối lộ hả, hay là chỉ đi ăn hối lộ hả? Anh có nói cái gì anh phải có cái căn bản, tại vì anh cái gì cũng vậy, anh tự anh không biết lâu ngày, tôi cũng chưa có lâu ngày, tôi cũng không về Việt Nam, tôi nói cho anh rõ vậy nè. Nhưng mà anh phải đi giám sát thực hiện thực, bây giờ không ở Việt Nam không phải nó nghèo, một thằng nó làm ruộng nó còn thảnh thơi hơn bên Mỹ mình nữa. Ở bên này mình đi làm sáng chơi chiều tối về, thằng Việt Nam nó không có nghèo, không có khổ. Nó làm về nó uống bia phà vậy đó, có chết gì đâu. Thằng Xích Lô cũng vậy nữa, nó cũng đâu có mệt khổ gì đâu. Hồi đó tôi có những người bạn ở dưới Củ Chi đó, là mấy chục năm tôi chưa gặp. Từ cái đất ruộng, tự vì mấy người không có hiểu, từ cái đất ruộng ngày xưa, cái đất nó ruộng đó, tôi đây nói này nè. Mấy chục năm trước đó, tôi lì lợm á. Xong rồi anh tôi bắt tôi xuống dưới Củ Chi học á. Đó tức là lúc có 80+, 82, 83 gì nhớ. Cái đất Củ Chi dưới đó là khỉ ho cò gáy ngoài đồng dù. Anh có biết bây giờ những người bạn tôi cái đó là gì, là gì không? Bây giờ những cái miếng đất bây giờ trở nên gì không? Cả triệu đô la đó. Lý do là như vậy, là người ta có tiền là như vậy. Chứ mỗi là người dân hay là những người nào hay là làm cán bộ hay là ngày xưa người ta khổ cực. Người ta đi làm ruộng, người ta bán đất ra đó, là cái người ta nắm trong tay triệu đô la, vậy là người ta hối. Anh nói cái gì anh phải suy nghĩ, anh cứ có một chiều không à, anh cứ bên này có mấy câu, tôi không phải là tôi chống đối cộng đồng gì á, tôi nói cho mấy anh rõ là một cái nè. Anh có ba câu à, công an thì ăn hối lộ, nhà nước thì bán hàng với giặc, ác với dân. Tôi chả thấy cái gì mình nói cái gì á, mình phải rõ ràng. Mình ở bên Mỹ này nói á, if you wanna be proof something you have to be evidence, phải có cái evidence. Evidence có nghĩa là bằng chứng,
dài bằng in the facts in the paper, cái gì cũng phải là có trong cái receipt in the paper. Chứ cái gì cũng vậy, anh cứ lên anh cứ nói là ô cái người này lên là phải có nhiều tiền, người kia lên phải có ăn hối lộ là có 100.000 tỷ. Yes, nó có thể là có 100.000 tỷ, nhưng mà người ta, anh đâu có biết về trong người ta do investment đâu, đúng không? Investment có nghĩa là giống như người ta đi ra là người ta mua cái này mua cái kia. Không có ai ở chỗ nào ở trên thế giới này, không có ai, anh đừng có nói trong nước Mỹ này mà cái trong cái chế độ mà nó không có móc ngoặc với nhau. Thí dụ như ông Trump cũng vậy, tôi diễn hình cho ông nghe nè. Ông Trump xuất phát là một ông tổng thống xuất phát là từ là một ông salesman, là ông người buôn bán. Anh đừng nghĩ những cái company mà đưa cái công việc cho ổng, ổng không có được tiền commission ở trong đó đâu. Dĩ nhiên là phải có, dạ, dĩ nhiên là phải có, nó gọi là cái tiền finder fee, đúng không? Finder fee. Cái khi mà thí dụ như ở cái company lớn đưa qua cho ông Trump 8 tỷ, thì cái finder fee đó at least cũng 2%, đúng không? Cũng phải là 2%, trong đó là trong 8 tỷ 2% đó sẽ được bao nhiêu tiền, đúng không nào? Thì anh phải sáng mắt anh ra, anh đừng có ngồi mà anh cứ ngồi đó, thấy cái mặt của anh hình như sáng là chưa uống thuốc, nãy tôi cũng mới uống thuốc xong nên tôi mới nói chuyện được như vậy đó. Sorry anh nha, tôi cũng bệnh giống như anh vậy đó. Tôi có giấy bác sĩ nói mà tôi bị khùng mà. Nên á, anh nói cái gì cũng vậy. Anh, tôi với anh ở Mỹ thì cũng lâu, hiểu. Nhưng mà cái gì cũng vậy, anh đừng có bao giờ anh nghe một chiều. Anh cứ nghe một chiều riết, tôi nghĩ cảm thấy cái đầu óc của anh á, càng ngày càng sẽ bệnh thêm á. Cái gì cũng phải rõ ràng. Giống như bên này cũng vậy, thí dụ như anh muốn nhà cửa đồ nhiều. Anh cứ ráng, anh mua căn này, anh flip. Anh mua căn khác, anh flip, đó, anh sẽ có nhiều căn thôi. Anh mua căn này xong anh sửa lại, xong anh để tân trang lại, rồi anh bán. Nè, anh mê phát, vừa tôi nói chuyện với anh, sau khi xa chắc tôi cũng đồ không, thấy không? Tôi cũng vậy thôi. Ban đêm tôi cũng đi làm, ban ngày tôi cũng phải đi làm. Tôi đi mua vật tư, giờ tôi đi mua vật tư gì cho thợ tôi làm nè. Đó, mình anh nói như vậy là, tự vì anh chưa có hiểu được bề trong. Mà lúc nào cũng vậy, chỉ có dán ra câu là, Việt Nam nghèo, nó xin lỗi chứ. Mình không có binh bá gì hết á, mình phải nói là 50-50. Cái nước nào cũng vậy, cứ thằng đầu đen. Là đừng có nói là không có tham nhũng. Dĩ nhiên là phải có tham nhũng rồi, thằng Tàu nè. Trừ ra trên thế giới chỉ có thằng Nhật là không có tham nhũng thôi. Trong đầu đen chỉ thằng Nhật là không tham nhũng thôi. Đại Hàn cũng có tham nhũng. Trung Quốc, Đài Loan, bất cứ nước nào đầu đen, cứ nói tới đầu đen là có tham nhũng. Đúng không? Anh có công nhận với tôi điều đó không? Nếu mà anh không công nhận thì anh đi uống thêm 2 viên thuốc nữa, aspirin hay Advil gì á, thì anh cái đầu anh nó sẽ clear ra thôi. Từ từ bắt đầu tùng phạm. Đó. Còn mà về cứ hỏi một cái cứ quy định chứ thấy ai mà khá khá cái có bề ngoài, anh có biết chưa chắc người ta có nhiều nhà nhiều cửa vậy là có là người ta trong đó là người ta có tiền cả bạc tỷ đâu, anh cứ assume là anh cứ nghĩ là trong đầu người ta là sẽ có bạc tỷ đô la. Thì nhiều khi cái nhà đó người ta thế chấp ra rồi người ta sẽ lấy cái này cái nọ thế chấp ra chứ đâu phải là clear là mỗi người là cầm một riêng một cái cà quẹt, cái gọi là cái title nhà đâu. Cái nhà đó nhiều khi cái nhà nó bự thiệt bự gì đó. Ở bên Mỹ thì cũng vậy thôi. Chính là anh cũng vậy thôi. Cái nhà anh đang ở bên Houston cũng vậy. Anh nói anh đang ở cũng vậy thôi. Chưa chắc là anh trả hết tiền nhà đâu. Tôi cũng vậy, chưa chắc là trả hết tiền nhà đâu. Mình cũng thiếu nợ. Mình cũng thiếu nợ, nhưng mà cái là anh nhìn cái bề ngoài không? Cứ nhìn cái bề ngoài là nói ồ cái thằng đó nó nhiều, vậy là thằng đó nó phải tham nhũng, vậy là cái thằng đó nó phải cái lọ cái chai. Hoàn toàn tôi không đồng ý. Tôi xin lỗi mấy người anh, cái anh mà hồi nãy mà áo đỏ nha anh. Tôi hơi nói cái thằng tánh, tự tánh tôi kỳ lắm, tôi khùng mà. Tôi nói cái nào đúng thì cái nào sai thôi. Cái đó bởi vì mình lên trên mạng là như vậy. Chứ đừng bao giờ mình đi theo một chiều, mình cứ đi theo cái một chiều đó đó. Cứ đi theo cái một chiều đó, cứ nghe đó. Anh cứ nghe cái người ta nói xong rồi á, anh cứ nghe người ta nói ồ, Việt Nam bây giờ là mấy thằng công an hay là mấy thằng chó đầu cấp trên hay cái gì. Cộng sản là phải ăn hối lộ, cộng sản là phải có ăn hối lộ. Thấy người ta giàu, anh đâu có biết là người ta làm thấy mẹ luôn. Giống như nãy cái anh mà anh nói là anh về cầu đường á. Anh về cầu đường anh làm á. Chưa anh. Cái anh gì anh làm cầu đường, hồi nãy anh làm construction luôn á. Đó, anh làm đó. Anh Trung. Anh quay đó thấy không, anh cũng làm thấy mẹ luôn. Người ta ở đâu cũng vậy thôi, ở Mỹ hay Việt Nam cũng vậy thôi. Người ta có sức, người ta đi làm. Người ta làm, rồi với lại vừa làm, không đừng có dùng phải dùng cái đầu nữa. Người ta vừa cái tay mà phải vừa cái đầu nữa, chứ đừng có dùng cái đít. Chứ dùng cái tay mà dùng cái đít nữa, tôi thấy bởi vậy cứ ngồi trong nhà tối ngày giống như anh vậy đó.
Bởi vì đừng có bao giờ mình từ bụng ta mình xin đi suy ra bụng người. Anh hiểu không? Quản lý bạn Minh Huệ, quản lý ngồi cái bên kia. Mình nói bởi vì xong thôi mình nói cái anh chàng này thì mong anh thông cảm cho tôi nha, anh chàng ở Houston đó, tôi không có biết tên họ anh nhiều, nhưng mà tôi nói ra sự chiều khi tôi nói ra đó thì anh đừng có cái tự ái của anh. Nhưng mà nếu mà anh ở bên Mỹ này lâu á, anh đi ra ngoài đi, anh đừng có ngồi trong nhà nhiều quá cho nó thoáng cái không khí, lấy cái fresh air đó, thì anh sẽ refresh cái mind memory của anh lại, thấy không? Chứ còn cái anh cứ thấy ai có tiền cái là thằng nào lên cũng vậy, là Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Bá Thanh cũng là vậy. Trời ơi, tôi nói cho anh nghe nè, anh thấy không, tôi tiếp xúc nhiều ông quan lớn bên này lắm. Ok, ông Nguyễn Bá Thanh đã ở với tôi ở bên Mỹ này 6 tháng trời, tôi lo cho ông bệnh, tôi lo cho ông ở bị chữa bệnh ở bên Seattle á. Ok, tôi nói cho anh biết là vậy. Tôi đã từng ở bên cạnh những người đó tôi mới biết. Còn anh chứa bên cạnh người ta đó, anh cứ ngồi nhìn bề ngoài không à. Anh cứ ngồi bên cái bề ngoài không à. Anh đừng có assume, never assume. Cái gì cũng vậy, the fact is. Giống như hôm tôi đi mua đồ vậy, tôi cũng có cái receipt. Là có nghĩa là gì vậy, mình nói chuyện là phải có cái giấy về chứng nhận. Cái receipt, cái gì, cái Mỹ, cái gì, là cái tờ giấy hóa đơn. Thì cái gì cũng vậy, anh có biết, anh nhìn, anh đọc rõ. Anh thấy rõ ràng trên giấy tờ thì hắn nói, đừng bao giờ nghe qua cái dư luận, cái third party, listen to third party là không có đúng. Thôi, mình xin lỗi anh, nếu mà anh có phạm thượng gì tới anh thì mình xin lỗi chứ. Bây giờ mình cũng tới cái chỗ Home Depot để mình vô mình mua đồ để cho thợ mình làm rồi. Thôi, mình cũng qua cái diễn đàn này mình muốn gì nói cho nó rõ vậy. Nghe mình ngứa lỗ tai quá. Với lại nãy tôi cũng uống thuốc rồi. Thôi, nếu mà anh uống thuốc, anh chưa có thông cái đầu thì nhớ uống thêm 2 viên thuốc nha anh Mặt Áo Đỏ. Hay là bạn đang đi hai hàng, bạn cho mình biết luôn nha. Chứ mình thấy cái comment của bạn thì có vẻ như bạn đang đi hai hàng. Dạ nãy giờ em xin chào các anh chị vào sau nha. Nãy giờ em lo em ấy em không có để ý. Thôi để em mời anh Quốc Dũng lên chút nha, anh Quốc Dũng, anh lên chia sẻ tí xíu nha. Ok, Trinh Lê chờ chút đi rồi anh Quốc Dũng gửi lại cái camera lên Quốc Dũng. À, hay là anh Dennis anh có thể lên được diễn đàn không anh Dennis? Dạ chào anh Công Sàng. Em mời anh Dennis. Ok, anh Quốc Dũng trước đi. Rồi, đang gọi anh Quốc Dũng. Hello. Ok, hello. Chào anh. Các bạn có nghe kỹ không ạ? À? Các bạn có nghe rõ không ạ? À? Nghe rồi anh. Rồi chứ thấy là gọi lời chào chủ nhà Bình Dương cùng anh chị em đang tham gia diễn đàn của anh Bình Dương. Thì nói chung thì mình cũng ngồi mình theo dõi từ nãy giờ thì cũng có cái bác áo đỏ nào đang sống ở bên Mỹ á, với lại một số bạn nào ở dưới ủng hộ cho bác áo đỏ, mình đọc hết á. Nhưng mà thôi, cái đó là cái quan điểm của họ. Nhưng mà đối với riêng của Dũng đây nè, là năm nay là đúng là Dũng là 50 tuổi. Mà thật ra bây giờ đưa tờ giấy cho Dũng, Dũng không biết viết chữ nghèo và chữ giàu ra thế nào cả. Dũng chỉ có một câu nói vậy thôi. Còn cái anh mà áo đỏ anh muốn hiểu sao thì tùy anh mà hiểu. Chứ theo mình nghĩ mình đang sống ở một cái trong nơi nước, rất là yên bình. 1:10. Mình đang sống một đất nước yên bình cho nên mình không biết cần, okay, mình không cần biết viết chữ nghèo và chữ giàu là như thế nào. Ok. Rồi một lời nữa thôi là mình đi xuống liền luôn. Rồi mình cũng không biết bác Dũng hay bác Trọng hay là như thế nào, nhưng mà mình biết rằng các bác ấy đang ăn cơm giống như mình. Thế thôi. Còn cái chuyện bác giàu, bác nghèo thì mình cũng không biết hai cái chữ đó nó như thế nào. Nhưng mà mình biết là bác Dũng vẫn ăn cơm.
đó, và bác Trọng và tất cả những bác lãnh đạo của nước Cộng sản Việt Nam vẫn đang ăn cơm thế thôi. Đó. Vậy thôi được không các bạn, mình có câu trả lời ngắn gọn vậy thôi. Rồi bác áo đỏ với một số anh em ủng hộ bác áo đỏ ở dưới, muốn hiểu sao thì tùy thôi, cái đó là quyền tự do của mỗi con người. Thôi mình trả diễn đàn lại cho chủ nhà để còn tiếp một số anh em khác nữa, mình có một câu nói vậy Trời, thôi. ok, Dạ cảm ơn anh Quốc Dũng nhiều, dạ anh không có chia gì. sẻ vài điều. Dạ Rồi, ok anh. rồi rồi, cảm ơn, bye bye. Ok, bạn ạ. Trinh Lê đây, không phải vấn đề là anh không cho Trinh Lê lên, đúng không? Nhưng mà bây giờ á, Trinh Lê lên, thứ nhất á, là bây giờ như thế này nè. Nãy giờ anh em mình đã chia sẻ một số vấn đề rồi, đúng chưa? Thì bây giờ á, mình cũng chưa có luận điệu rõ ràng. Lúc nãy khi bạn xuống á, thì bạn không ở đây để bạn nghe các anh ở đây chia sẻ thêm về vấn đề. Mọi người trên diễn đàn có nhìn thấy mình không? Mình đúng là dân lao động không, mà mình đúng là dân Dạ, làng rồi thấy không? Đây này, nhìn Việt Nam này, nhìn Việt Nam bán nước cho Trung Quốc này, thấy không? Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy Việt Nam bán nước cho Trung Quốc đó, thấy chưa? Đó. Đó, Việt Nam bán nước cho Trung Quốc đó, thấy không? Mọi người có thấy Việt Nam bán nước cho Trung Quốc không? Minh Huệ sao gọi là tư tưởng được? Bạn ghi cái comment của bạn đúng không? Ghi cái comment của bạn lúc này lúc khác, không phải riêng một mình Dương nói bạn đâu, rất có nhiều người lúc Mọi nãy người đã có những người hỏi có hiểu gì đúng về cái clip này không? chưa? Kể cái để đâu đó xem thì bạn có đi đâu không? Đó, mình chỉ cho các bạn xem một đoạn ngắn ngắn thế thôi, để chứng minh rằng tất cả những cái luận điệu của những cái người What? mà suốt ngày nói là Việt Nam bán nước hèn với giặc, ác với dân. Thế thì mình chỉ muốn nói một cái thông điệp rất ngắn gọn này thôi, rất là ngắn gọn. Theo dõi chương trình của bạn bạn Bình Dương từ tối giờ thì chỉ nói đúng một câu thông điệp thôi, là Việt Nam mà bán nước cho Trung Quốc á thì mắc mớ gì mà phải mua sắm vũ khí, đạn dược, tên lửa, máy bay. Trời ơi, nhiều dữ đấy. Tập luyện làm gì cho nó mệt, đúng không? Có quân đội làm gì cho nó mệt, đúng không? Mà ngay bây giờ, ngay ngày mai cũng 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 sát nhập rồi Trung Quốc, dễ ợt, đúng không? Thế cho nên là nói những cái người mà chống cộng cực đoan ở nước ngoài á, đừng có bôi bác nữa, hãy nhìn Việt Nam đó. Thế còn Việt Nam tươi đẹp này, cho nhìn Việt Nam tươi đẹp này đó. Nói nó đúng thì thôi, nói nó phải bằng hình ảnh nó mới có thuyết tính thuyết phục. Còn nếu như mà không nói bằng 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 miệng không á, hoặc là bằng lý luận không á, họ không chịu hiểu đâu. Phải phải
nhất là cái anh áo đỏ vừa rồi á, là hồi nãy á, là Duy Nguyễn nó giờ này mà nó còn đi quay cái cảnh thanh bình ở thành phố Hồ Chí Minh đẹp đó, lúc đó mình comment mình đề nghị Dương cho mình lên để cho anh em thấy. Có thấy em thế nhưng mà tranh cãi bằng lời quá, mà tranh cãi bằng lời anh ấy không nghe được đâu, nó không vô cái đầu anh được đâu, nó phải bằng hình ảnh, bằng hình ảnh thực tế. Thì có anh Trần Trung anh đã cho đúng. Xem được ở Lào Cai rồi, nhưng mà mình ở trong miền Nam, mình ở trong miền Nam thì mình muốn cho anh ấy xem cái cảnh ở miền Nam đó, mà Duy Nguyễn nó quay trực tiếp luôn á, quay trực tiếp nó đi xe mà ở Việt Nam anh ấy cứ nói là ở Mỹ xe nọ xe kia, nhưng mà cái xe của Duy Nguyễn á thì chắc là coi như ở bên Mỹ cũng đâu phải có mấy người có đâu, nói thẳng luôn á, người ở Việt Nam này một cái cậu thanh niên mà cậu ấy còn mua được những cái cỡ xe như thế thì ở bên Mỹ á, chắc chưa chắc đã có người mua được đâu. Đấy, Việt Kiều chưa chắc mua được đâu. Đấy, đó là mình nói thật luôn á. Thế còn là quay trực tiếp luôn, đi trên đường coi như sang tận coi như tận quận 12, tận Bình Hưng Hòa B. Ôi trời, cảnh đẹp tuyệt vời luôn, mà nhất là Bình Dương đang ngồi ở thành phố Hồ Chí Minh thì chắc Bình Dương phải biết hơn mình rồi. Mình đây là ở nhà quê, ở đây miền quê, nhưng mà mình cũng nói có sách, mách có chứng. Đó, nói nó phải bằng hình ảnh, bằng âm thanh thật sự. Chứ còn nếu như mà nói mà với các bạn ở Mỹ mà cứ cái bốn mấy năm rồi chưa về nước, xong rồi có cái tào lao đây này, cho nhìn này, người Việt Nam này, mình là dân lao động này, thấy không? Đó, nếu mà là đại gia thì ở Mỹ mới đi được máy bay, nhưng mà ở đây á, người dân thường đi máy bay này, thấy không? Đó, đây là qua cái cảnh quay qua cửa máy bay này, thấy không? Đó, nhìn thấy chưa? Đó, nhìn thấy cái cánh máy bay không? Đấy, chứ chắc gì mấy cái anh ở Mỹ áo đỏ vừa rồi á đã được ngồi lên máy bay, chắc gì đâu. Những cái luận điệu xuyên tạc của các bạn xưa rồi, đổi cái khác đi. Đổi không? Khác nghe đi. Nhiều lắm rồi. Người Việt Nam đó, thấy không? Đổi khác đi. Đó. Thế đây, cho xem thế này. Người Việt Nam này, thấy không? Đó, thấy chưa? Mọi người nhìn thấy chưa? Được mấy cảnh hả? Bây giờ Thanh Nguyễn muốn đi về, nếu mà ở trong nước, ở liên hệ mình sẽ dẫn cho đi. Ơ, đương nhiên rồi, đã nói với Song Tình rồi, đó, một công đây, trường đang xây dựng. Đây, thì làm này, sao mà nó đây này, cảnh Việt Nam này, đẹp không? Còn chuyện đeo khẩu trang, nắng nôi người ta che đó, chuyện bình thường. Kể chống bụi cũng là điều bình thường. Bạn có tin cái nơi bạn đang ở không có bụi không? Thấy không? Của Việt Nam có đẹp không? Những cái hình ảnh này, và chúng tôi là những người lao động thật, chúng tôi muốn truyền tải sự thật. Chứ còn thì khi mà các bạn xem ở trên các kênh của Đài Truyền hình Trung ương chẳng hạn VTV1 thì các bạn nói rằng là người ta nhồi sọ hoặc là cộng sản tuyên truyền, nhưng ở đây tôi không phải là tôi là người dân bình thường nhá. Những cái hình ảnh này là chúng tôi quay được. Bạn đừng có tổ lái Thanh Nguyễn ơi, mình nói vấn đề gì mình nói cho rõ đi, đừng có lái qua những vấn đề khác. Nói chuyện bản thân bạn đưa ra câu hỏi, bạn có trả lời được câu hỏi đó như thế nào hay không? Cái giải pháp là sao bạn biết không? Là chia sẻ chứ không phải là tuyên truyền. Đó. Vậy thì tôi chỉ nói như thế thôi, nói sơ sơ như vậy để cho những cái người mà có ai đó còn chưa hiểu về Việt Nam. Đó. Còn đương nhiên á, tôi vẫn khẳng định với các bạn rằng là đất nước nào cũng vậy thôi, tham nhũng người chuyện nọ chuyện kia ở đất nước nào cũng có hết á, chứ không phải là không có đâu. Thế cho nên là các bạn chỉ nói một chiều thôi, chứ còn đất nước Việt Nam tôi là chúng tôi dám nói lên những cái điều này là điều sự thật đó. Và nói với các bạn hiểu rằng luôn là hiện nay tham nhũng người chuyện nọ kia là Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Và nhất là các cơ quan coi như là của Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm rất mạnh những cái vấn đề tham nhũng, tất cả là đều cho vào lò là đốt được hết đó, kể cả tướng, kể cả ủy viên Bộ Chính trị đều coi như là
là tham nhũng, dính dáng vào những cái chuyện tham nhũng là đều bắt hết đó. Cho nên là và xử lý hết, chứ không phải như mọi người có ở nước ngoài cứ nghe mấy cái bọn Việt Tân rồi xong rồi mở Google lên nhưng mà không chịu coi như đọc những cái thông tin chính thống đâu, mà toàn là đọc những mấy cái trang coi như là viết theo cái đúng cái chiều hướng của họ là bôi nhọ xuyên tạc thôi. Thế cho nên là anh muốn nhường, bây giờ lại muốn nhường diễn đàn cho anh áo đỏ đấy, để anh nhân. Dạ không anh, tại vì chỉ còn có mấy phút nữa là để anh nhân lên anh ấy phát biểu cảm tưởng đấy. Theo mình nghĩ là sau cái những cái dẫn chứng này thì anh sẽ phát biểu cảm tưởng lại, xem anh ấy có cảm thấy một cái cảm giác nào đó mà nó khác với cái lúc bắt đầu anh lên diễn đàn lúc đầu tiên không. Vậy là chào tất cả mọi người, chào tất cả. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Ok. Tại vì chỉ còn có mấy phút nữa là Facebook nó ấy rồi nên cũng không đủ để nói đâu Trinh Lê. Anh sẽ hẹn lại Trinh Lê cái diễn đàn tới của anh đi, anh mời lại Trinh Lê nha. Thông cảm.